Hello teacher. Cô không nghe rõ rồi. Cô nói chưa? Dạ con nghe rồi cô. Con về nhà rồi hả? Về dạ. Con về nhà chưa? Hay còn ở quê? Vẫn còn ở quê hả? Con vẫn ở quê. À. Quê của con ở đâu? Quê còn Hưng Yên. À, ở Hưng Yên, à quê mẹ đúng không? Chứ còn quê ba là ở đâu? Quê ba con là ở Hải Phòng. À, ba ở Hải Phòng hả? Ở Hưng Yên có bị dịch không? Dạ có. À, có hả? Mới chưa được về. À, à ủi vậy rồi nên là chưa được về hả? Dạ vâng. Sợ là đến chỗ thì sẽ là bị cách ly. À, bây giờ mà đi ra Hà Nội là bị cách ly nên là cứ phải ở quê thôi hả? Ừ. Ờ, trời ơi, ở nhà cỡ tuần này. Hả? Con nói sao? Cuối tuần mới về. À, ở cẩn thận nha, đừng có đi lung tung nghe chưa? Dạ vâng ạ. Ủa mạng nó bị sao hả? Sao cô đợi con nãy giờ mà cô không thấy con đâu hết? Dạ vâng. Đấy là con chờ ăn cơm nên là con à, chưa nên, vào. À nên trễ hả? Rồi ok. Rồi bây giờ mình học tiếp nha. À, hôm bữa trước có cái câu chỗ này nè. Mà cô tự nhiên sao? Tự nhiên cô lại lại để sai mất mật.
con cũng không nhắc cô. Thì cô chỉ cho con. Hôm bữa trước là có cái câu gì nhỉ? I cannot playing jumping rope. Ok. Con có thấy màn hình không nào? Sao cô không thấy con? Không có cái màn hình. Ok. Hôm cái con này nó sai cái lỗi gì vậy Hùng? Nhìn xem. Con đang học bằng điện thoại hay con học bằng máy tính vậy? Bằng điện Nó thoại. có nó bật lại ạ. Chứ sao không vô bằng máy tính cho nhìn cho nó rõ. Dạ, máy tính của con nó bị mất zoom cô. Ôi vậy hả? Rồi, ok. Ha. Con nhìn xem cái câu này nó sai lỗi gì nè. Dạ. Kính mắt của con đâu, mắt kính đâu? Không đeo vô cho nhìn thấy rõ. Con bỏ ra cô. Ôi trời. Con đeo nhiều con thêm vướng là thôi bỏ ra thế à. Con vẫn nhìn được nha. Con đeo nữa. Nhưng mà con phải đeo á, chứ không mà con cứ ráng con nhìn là nó cái mắt con nó tăng độ đó. Dạ Tăng vâng. mấy độ lận? Con bị cận mấy độ? Dạ con cận một độ xong như mới giảm sao? Bữa nay nó giảm rồi hả? Ừ. Làm một mắt 0,5, một mắt một. Rồi. Bây giờ con xem cái câu này nó sai cái lỗi nào Hùng ơi. Cô đây sai rồi. Có sai không? Sai hay đúng? Câu đấy Thôi quên mất tiêu luôn à. Quên mất tiêu luôn hả? Ê nè, con có cái chỗ này nè. Sau con có cái từ can. Thì sau can á, con phải cộng với động từ để nguyên. Không có thêm in, không có thêm gì hết. Con nhớ chưa nào? Thì ngay chỗ này, cái câu này á, con sẽ có là I. Con sửa lại cái câu này cho cô xem. I can. Con giữ cái câu này nè, con giữ cái câu ở bên trên này cho cô xem. Play jumping. Đúng rồi, I can't. Đây sao không rồi. Yes, I can lấy jumping rope. Ok. Con nhớ chỗ này nha Hùng. Rồi con có thể cho cô một ví dụ khác được không? Another example. I can't play football. I can't, or I can play football. Can't. I can't. Okay, I can't play football. Okay, do you understand? Remember it. Okay. Yes, Yes, now we continue our lesson today. Let me see. I stop this one and I say our lesson. We continue the next. Let me see. It's here.
Okay. Now we have here. Now, grammar practice. Oh, but I can see you. What happened here? Yes, here. Now, grammar practice. Circle the correct word. You have two words in each sentence. Now you choose one. You have five sentences. Good. Then is doing his homework. Then do is. Dan is doing his homework now. Okay. No. You choose does. Okay. And how about number okay. two? How about number two? We are playing kickball. Kickball. Very good. And how about number three? There are many children on the playground. Oh, yes. There are many children on the playground. And how about number four? Number four, my mom and my dad are working in park now. Okay. And number five? We are eating dinner now. Yes, we are eating dinner now. Now, how about number one? Why you choose this word? Please give me the reason. Because it's con sẽ thấy ở trong câu nó có chữ now nè Hùng. Con có chữ now ở đây nè. No. Thì con phải chia ở cái gì hả? Is doing. Yes, con phải chọn là is doing. Okay. You have okay. Dan is doing. Dan is doing. Let me see. The answer is for number one. You have Dan is doing. Is doing his homework now. Okay. Number two. Okay. Okay. Được okay. chưa nào? Ủa sao cô hôm nay con? Con để cái điện thoại bị sao hả? Hay sao vậy? Con mang tất cả. Con chỉnh chỗ ngồi. Ừ, con đi thì con cứ ngồi cho đàng hoàng đi. Cô đợi cũng được. Okay. Now, number two, we are played. Khi nào mà con chơi cái môn thể thao nào thì con không có cần dùng cái từ gì ở đây hết ha. Thì mình sẽ để trống chỗ này. We are playing kickball. Okay. And number three, why you choose A? Why you choose this word? Is a many. À, con có từ many children nên con dùng là there are. Nó là danh từ số nhiều đúng không nào? Tiếp theo, number four.
Number four, why you choose a walking? Because it is in the same thing. It have now. Yes, you have now, and you need to put it in present continuous, okay? And about number five, why you choose ed? Because in the sentence have now. Okay, the same in number four. Okay, do you have any questions, home? No, I don't. Okay, we move next. About this, write the words in the correct order. You have some words here and you put it in a sentence. They are turning a rope. The rope. Yes, you have a rope. Okay. Rope. They are turning the rope. Okay, and how about number two? In number two, we are playing soccer. Yes, it's very easy. We are playing soccer. Okay, and how about number three? Ken is the catching ball. Ken is catching the ball. Yes, Ken is catching the ball. Very good. It's very easy. And now look, write the sentence, you be verb if necessary. Okay, now you put that verb be here. I move it here. Now let me say it again for you to easy to see. Let me see. Okay, this one. Do you see the screen, home? But I can see you. Okay. Now you have here. Now put the verb be if necessary. For number one, eat and play time at school. Now, can you do that? Okay. It is play time at school. Yes, it is play time at school. How about number two? Number two. We playing now. We connect this one. You use verb be on the school ground. School, we talking with everyone. No. Con chỉ cần nối những cái câu này nè. Ví dụ như từ này con sẽ bắt đầu với từ we. Và con nối với cái đoạn này là on the school round. Con dùng động từ to be để con nối nó lại. We on the school round. We what? We are. Yes, we are. It's very easy. We are. On the school ground. Okay, and how about number three? We, cái chỗ này mình phải thêm cái từ gì nữa nè. We. Tin nhắn hồi hộp. Con phải mở loa lên mới được chứ. Okay, now. We, con sẽ có là we, con nối với cái từ task ở trong con số 3 là gì? We are
We are what? We are. Còn thêm một cái động từ nữa. We are. Cái từ gì mà nó đi với to talk? Hôm trước học rồi. Playing tag là con chơi gì? Chơi đuổi bắt đó. We rồi. Playing tag. Yes. We are playing tag. Yes, we are playing tag. Okay. And how about number four? Jenny and Eat and Tom and Jenny, everyone. She, you see. Jenny playing with everyone. Jenny is playing with everyone? And yes. Let's see. No, you just put Jenny, is it? Eat. Đó là Jenny đó. Okay. And she, number five, she playing, she talking. Con còn nhớ cái bài này không? Con còn nhớ, để cô xem. Look, let me see. This picture is very, is more easy for you. Let's see, where? Gì? Hôm trước mình học á, nó có một cái bài mà cái bạn này á, là mình sẽ thấy cái bạn này bạn đang đuổi, đang rượt mấy cái bạn khác á. Hùng, con nhớ không? Con nhớ. Ừ. Jenny is catch everyone. Yeah, Jenny is catch everyone. I think so. Is catch? Is cut what? Is cutting. Jenny is cutting. Okay. Oh, is chasing. Do you understand chase? Chase là gì nhỉ? Chase là đuổi theo á. Chase. Con nhớ không nào? Con nhớ. Okay. And how about number six? Tom and I. Tom and I. Nó làm gì mà có cái chữ con, có cái chữ con kìa. Tom and I run. Run away. Thì phải sao? Run. Running away. Yes, I'm running away. Yes, very good. Okay, do you understand this one? Yes, I understand. Okay. Yes, we move next. And here, complete the chart and talk about your. Oh no. Your time at your playtime at your school. Now you have here work bank. You have. Right, let me see. Now complete the chart, write words about your playtime activity. Write the names of your friend in the box, okay? You can put your friend's name in here. Do you understand? Yes, I understand. Okay, in work bank, you have playing hide and seek, counting, hiding. Oh, really? Hiding in a... and playing badminton, holding, hitting, playing tag, chasing, trying to catch, and jumping rope, turning and jumping. Now, your turn. You can start it with, this is our, or this is my playtime at school. Okay. Now, how about this one? Now, let's try home. Okay, it is playtime at school.
And your answer here, we where are you? Where are you? We play hide and seek. We are play hide and seek. Ah, yes. You can put here in number two, you put where are you? You answer the question, where are you? Where are you? You know. We are. Playground. We are playground. Yes, we are in the playground. Okay. And how about number three? We are playing hide and seek. Okay, we are playing hide and seek. And how about this one, number four? Your answer is, you can put your friend's name here. Tom is chasing everyone. Yes. And me and a friend hi. Now you put it here for Tuấn or Tuấn? Tuấn hả con? Dạ vâng. Tuấn is let me see. I show you. You have Tuấn is is Jason, is it right? Jason. Is Jason everyone? Yes. Yes. And how about this number five? How about number five? Me and friend are hot. Con sẽ thấy ở đây nè, con sẽ đặt tên cũng là cái bạn Tuấn đó luôn đó. Nè, con sẽ thấy ở đây người ta sẽ chia có một cái bạn đó thôi mà chia ra hai hành động nè. Thì con sẽ thấy, ví dụ như ở cái bài bên kia người ta làm sao? Tuấn is closing a clock. Yes. Tuấn is closing eyes. His eyes. Okay, and then he is, or you can say he is okay. He is chasing every. Oh no, hide and seek. No, nếu mà chơi hide and seek thì đâu có chasing everyone mà close his eye được. So, phải là he is counting. Có nhắm mắt mà cô. Hả? Có nhắm mắt đúng không? Có nhắm mắt nhưng mà đâu có là phải là vừa nhắm mắt mà vừa rượt đuổi theo các bạn đâu. Đúng không? Tìm đi cô. Tìm. Try to, he is try. Khi mà bạn nhắm mắt là bạn đang đếm chứ sao mà bạn tìm. He is trying to. Con sẽ có gì? Trying to find. Đúng không nào? Trying to find everyone. Đúng không con? Tiếp theo con sẽ có là this one for number six here. Rồi bạn nào nữa? I.
Ironing. Con phải bây giờ con đặt tên bạn khác vô đây nè, vô câu số 6 với câu số 7 nè. Nè, con thấy không? He's trying to fight everyone. Rồi bây giờ con có bạn gì nữa? Bạn gì thì đang làm gì? Ví dụ như bạn gì đó đang trốn đi thì con sẽ là có gì? Từ sao? Hoàng is chứ is running is running running far Hoàng is running away far away Hoàng is running far away and Hoàng is he is hiding where he is hiding where he is right hiding is hiding class. Yeah where a grass as the grass. Or you can say behind the tree is better. Tại vì cái cỏ con sẽ có từ từ bụi rậm á. Con có cái từ này là từ bụi rậm nè, từ bush. Là nó là từ bụi rậm. Xem. Bụi cây á. Chứ còn con mà trốn nơi cỏ, con đâu có trốn được. Bruce. Underwood. Let me see. Bush. Yes, you have this one. Bush. Còn đây con có cái từ bush này là cái bụi cây mà nó thấp đó Hùng. Ha. Thì con ví dụ như con có he is hiding behind con có sẽ có từ behind the hoặc là behind one bush. Ok con hiểu chỗ này chưa nào? Rồi. Ok next me is Để cô xem sao không có thấy gì. Tiếp theo con sẽ có là gì? Ngay chỗ này nè, con có một bạn nữa đang làm gì nè. Ví dụ giống như con nói là bạn gì đó đang trốn ở đâu đó. Một bạn nào khác. Hay là oh no. Con sẽ có cái gì nữa? Một bạn nữa nào? Khang is Khang hiding in the class. Ah, yes. Khang is sorry. Khang is
Con sẽ có là Khang is hiding at class. In the class. In the class. Class or class? Class or class? Classroom. Ah, yes. Is hiding in the classroom. Okay, and how about you? Còn con thì sao nào? Me. I. Con sẽ dùng là I. 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 I am. I is. I am. Running. I am running down the floor. Oh yes, I'm running down floor. The floor. Okay, very good. And the homework, you use this information to write a story about your playtime at your school. Is it right? Is it okay? Yes. Okay. I will give it in Zalo for you. Okay. Cô sẽ để thông tin này vào trong Zalo cho con, rồi con vào con xem để con làm nha, được không nào? Được. Okay. Đây để cô. Để cô phải no. Bây giờ không làm được nhỉ. Tí nữa cô sẽ bỏ những cái thông tin nào vào trong cái chỗ Zalo, rồi con xem và con viết lại thành một đoạn nhé Hùng, một câu chuyện nhé Hùng. Ok. Vâng ạ. Ok. Now, your homework, write your story in the present continuous tense. Look at the previous chart, draw and write your story. Maybe you draw. Ok. Ok. Yes. And tell me about this next class, okay? Hôm sau con sẽ kể với cô về cái giờ chơi của mình ở trường nha, được không nào? Okay, very good. We move next. Let me see our lesson about on the. Let's see. Okay, now we move to the next our lesson today about our hobbies. Let's see. Now you have here our hobbies. Talk about your hobbies. Now, for example, I love doing sport on Saturday. Yes. No, I say it again for you, easy to see. Yes, you have here. No. Here. I love doing sport on Saturday and Sunday. I enjoy going to the cinema every evening a week. Okay.
It's maybe two sentences, not one sentence. And how about your hobby? Now, what do you do with your family at the weekend? Now, Ho? I watching movie with my family. Yes, you can say in full sentence like this one. Now, I like or I love. Okay, you have I like or I love watching. You want to watch in film, is it right? Watching film with my at the weekend. Okay. And how about number two? How about number two, Ho? You have here. I like playing football with my friend after school. Yes, I like playing football with my friends after school. And how about number three? How about number three? What do you like doing on holiday? I like go to country. Oh, yes. I like. Now, remember, I like going. Sau từ like, con sẽ cộng với động từ thêm in nha. I like go into the country with your family or I like go to the country on holiday. Yes on holiday. Now home, remember S here. Con nhớ những cái âm S cuối này ha. Okay, watching films. Okay, now again, for number one, what do you do with your family at the weekend home? I like watching films with my family at the weekend. Okay, how about what do you do with your friends after school? I like playing with my friends. I play football with my friends after school. Yes, and what do you like doing on holiday? I like going to the country on holiday. Yes, you have country, not country. Country. Okay, country. Very good. Now we move next. Let's see. Now, you have a note here. After like and enjoy, we use the verb in of the verb. For example, I like swimming or I enjoy climbing mountains. Okay? Do you understand that? Remember it? Yes. You have like, enjoy, love. Okay? Có xong okay. Từ like nè, từ enjoy nè, từ love nè. Thì con sẽ dùng động từ thêm in nhé. Nhớ nha con. Okay, now we stop here and see you next time. We will continue with our lesson next time on listening tasks. Okay? Okay. Yes, see you on thứ bảy con có học được không? Dạ, thứ bảy chắc không có. À, nếu không học được thì nhắn cô ha. Okay? Dạ, vâng. Okay. Thứ ba, teacher. Yes, see you.